thì có câu hỏi gì về bất động sản Mỹ bữa mình nói rồi đúng không? Và những gì mà thắc mắc về LC á thì Thà nói không nên trả lời. Dạ. Có câu hỏi gì không? Tất nhiên là vẫn là vấn đề về cái việc nên có LLC ở Mỹ. Nên có LLC ở Mỹ. Để mình mua nhà anh ha, đầu tư anh ha. Tất cả mình đầu tư ở nước bên Mỹ đều phải người nào cũng phải LLC hết. Mình không hiểu là bên Việt Nam này người ta có quen với hình thức là tư duy là có nhiều công ty khác nhau dưới mình để nắm tài sản mình không. Nhưng mà bên Mỹ thì một người làm ăn, một người doanh nghiệp, một người đầu tư có 3, 4, 5, 6, 7 LLC là chuyện bình thường. Tại vì vấn đề là họ chia tài sản để dễ điều hành và né liability, cái mà thưa kiện nó ra cả nhiều. Bởi ai không cần biết là thật ra đến nói nghĩa là người bình thường cũng nên có một cái LLC. Tại trong đó cái chi phí mình trừ cũng khá nhiều. Tại cái như là một cái doanh nghiệp, một công ty riêng. Thì nếu đa số mình nói như là hình thức như là một mình làm một con người riêng nữa để làm tài sản. Tại vì như anh và Sally lúc nào cũng đi vòng hết trơn á. Và lúc mình đi vòng sẽ đụng chạm sẽ có sự thừa kiện thì cái chuyện đó không có. Và thứ hai nữa, lúc mình làm LC bên bển á là mình một cái hình thức mà mình cũng muốn giấu cái tài sản đó, mình thích nhẹ thôi, không phải là level cao mà giấu cái tài sản nó không phải là tên của mình, tại mình không muốn biết ai. Hay quá. Là mình thường thường á có nhiều bất động sản hay là những kia em biết đó mà em biết ai là chủ, em chỉ biết là luật sư đó là người mà quản lý hay là một ông người quản lý nào của cái LC đó, nhưng mà chủ thì hoàn toàn không biết là ai. Thì cái đó là cũng một cái phần mà mình nên nghĩ tới, nhưng mà đa số đều thấy là bên đây người ta không nghĩ tới chuyện đó. Việt Nam thì nó lại khác Mỹ nè, đa số tài sản nhà cửa đất đai thì người ta cứ phải đứng tên chính chủ. Chính chủ hoặc là đưa cho con đứng cái kiểu là vẫn là kiểu là đứng tên cá nhân chứ nó không phải là business. Đúng. Mà em thấy cái câu chuyện là mà nó tốt cái này là mình không có muốn là như là những chuyện mà bên Mỹ làm được á. Mình thấy người ta cũng suy nghĩ tới, nhưng mà đang nói chuyện với đây thì nhiều người nó mua nhà sợ là đứng tên cho con đứng tên. Nhưng mà sợ con nó lấy vợ. Cái nó ly dị nó mất cái nhà. Thì tại sao Việt Nam. Đúng, cái Việt Nam thì tại sao mà làm chuyện đó không có để trong một cái LLC. Cho con là quản lý thôi. Đúng. Nhưng mà ông cha người ba mẹ lấy hết tài sản đó. Giữ cái đó thì cái đó mình thì hoàn toàn họ là tài sản. Cho dù mà chuyện gì con ly dị thì tài sản nó cũng gọi là của ba mẹ, nó chỉ là quản lý. Tự nhiên người mình thấy là không suy nghĩ tới đó mà rất là lo. Lúc mà định cư thì lo sợ chết rồi. Nhưng mà nó lo mà cái nỗi lo nói không được. Đúng anh, nhưng mà người ta lo là bởi vì đúng, tại vì người ta không có nhiều thông tin, không có hiểu biết sâu. Yeah. Như bây giờ khi mà anh chia sẻ thì người ta nắm được thông tin thì cái nỗi lo nó sẽ bớt đi. Yeah. Sẽ có cái phương án rồi, sẽ có cách giải quyết rồi. Yeah. Anh hy vọng là người ta phải đi theo cái đường hướng đó. Thứ gì nữa là nếu mà những chuyện gì mà có tài sản thì người ta nên nói với một người kế hoạch thuế. Nhưng mà anh thấy là không ai nói chuyện thuế hết. Việt Nam người ta không quen. Tại thường bên Mỹ thì tất cả kế hoạch, cái gì cũng kế hoạch hết. 2 năm, 5 năm, 10 năm. Là những người nào tính xa có 10 năm luôn. Và 2 năm, 5 năm thì giữ như là đi mua nhà bình thường thôi. Để cho một người đi làm hãng mua nhà họ phải kế hoạch 2 năm. Để họ chuẩn bị tài chính, income để họ tự mua nhà. Thì vì thuế, vì tất cả mình phải plan. Cái sai lầm mà đang nói chuyện gặp với người Việt Nam đây là nghĩ là thuế Mỹ mắc quá. Thực ra thuế không, thuế thì mắc, nhưng mà nếu có kế hoạch đàng hoàng
thì ra đóng cũng có nhiều đâu. Còn nếu thật là nó có nhiều cách mà để cho mình trừ thuế để đúng theo luật, chứ không phải mà cái mà đang thấy là người Việt Nam hơi là muốn trốn thuế. Bên Mỹ không có trốn, chỉ làm theo đúng luật và né tránh thôi. Nó có rõ ràng để cho mình đi trừ thuế chứ mình không có trốn thuế. Mình có phương án để mình được khấu trừ những chuyện đó rất là rõ ràng, chứ không phải là mình trốn rồi mình nó có đó đang ngoài mà sao trốn được à. Mình nghĩ vậy thôi chứ không thể nào mà người ta trốn được, đúng không? Ta trốn được nhưng mà bị bắt là chết. Đúng rồi yeah. nhưng mà những người này ta không nghĩ tới chuyện mà hoàn toàn không nghĩ luôn đó. Đó thì người ta thấy đó là mấy anh chị mà còn nữa là nếu mà nói chuyện gì bất động sản và mà anh chị sắp định cư ở Mỹ hay là không cần đầu tư gì nữa thì đem nói là nên làm với người chuyên gia, đừng có nghe bà con bà họ hàng gì hết trơn á. Tại vì như em biết, em ở Houston, em qua Mỹ rồi thì mọi người bên Mỹ rất là chuyên môn. Họ không có thể, bên Việt Nam hoàn toàn em thấy là một người biết tất cả. Không nên còn bên Mỹ là người nào người ta biết phần đó thôi. Tại nếu mà nó không biết về bất động sản không kia là người ta hoàn toàn không biết. Một người làm hãng hay là có anh hoặc là biết được bác sĩ hay là kỹ sư, nếu mà ta không ra làm doanh nghiệp, không đụng chạm thuế, không mở vô thì ta hoàn toàn không có thể advise mình được. Đúng. Mà chỉ luật sư á, thì luật đúng rồi, nói chuyện luật sư thì đúng, nhưng luật sư chỉ nói một phần, chứ một phần khác tổng quát luôn á họ không có nói, tại họ đâu biết doanh nghiệp làm gì. Mà nhiều khi đa số luật sư cũng đâu có làm ăn, là đầu tư gì nhiều, người ta chỉ tư vấn luôn, mình tư vấn trong luật từng đó thôi. Thì cái đó mình phải hiểu chuyện đó để mình lo con đường của mình đó. Như đây là người thật việc thật, chính bản thân mình là trải nghiệm. Mình chia sẻ, mình chia sẻ lại thì cái đó là cái mà prepare, anh nghĩ là bắt đầu á, cái mindset là khác. Cái mindset của mà em có thấy đúng không, cái mindset của người Việt Nam á là không, anh chưa thấy cái mindset giấu tài sản. Đúng. Người Việt Nam thì lại bị show ra. Nó giống như là kể cả là khi mà người ta đi nhờ nhà băng nó chẳng hạn, bắt buộc người ta cũng phải show hết ra. Đây thì nhưng mà như Mỹ có một cái hay em nghĩ là cần học, đó là cái vấn đề mình nên giấu tài sản thông qua LLC. Anh thấy cái này nữa là mấy bạn Việt Nam nên suy nghĩ là bất động sản của tại sao mà nó khác, tại bất động sản bên Mỹ á là sở hữu hoàn toàn 100%, chứ không có quyền sử dụng. Việt Nam là quyền sử dụng. Đó, quyền sử dụng á là mình không có giấu được, đúng không? Nhưng mà sở hữu thì mình có thể giấu được. Ai sở hữu thì sở hữu, cho dù mình có bị gì, cho dù mình làm gì, nhưng mà mình là sở hữu là của mình. Và mình không ai đụng tới hết được. Cho đến nỗi mà lúc mà như là bạn thấy như ông Trump được ông bankruptcy hoài, đúng không? Công ty vaccine mà có bao giờ đụng chạm với tài sản cá nhân không? Không bao giờ. Tại đó là cái planning của họ đúng hay thì nghĩa là mình thấy là ở người Việt Nam đây lúc mà ta lên nhanh lắm, là ăn giảm nhanh lắm, nhưng mà ta xuống cũng rất là nhanh. Đúng không? Còn bên kia thì nếu mà bạn làm khá rồi khó xuống lắm. Từ khi bạn gamble nhiều quá cho stock hay là stock hay casino. Casino không nhiều nhưng mà stock. Tại casino cũng nó cũng chua tiêu thụ tiền bằng stock. Stock thì nhanh hơn. Bấm cái đi. 0.0000 giây thôi. Không giây là mất tiêu. Nó nhanh hơn là casino nữa. Chỉ có gamble kiểu đó thì mới mất thôi. Còn nếu mà có kế hoạch đàng hoàng á là lúc mình lên luôn á là mình xuống. Là nếu mà tài sản nhiều đó phải tính mà gọi là mà sao build generational wealth, là tài sản mà xuyên thế hệ. Mình thấy đây á là cha mẹ làm rất tốt, con đi phá. Việt Nam mình bị gì? Bị thiếu gia. Đến thiếu gia nó không làm gì nó phá. Nhưng mà mình nếu mà làm theo suy đúng hay là trust đúng, nếu mình trust đúng mà
thì đó là những cái điều khoản mà thiếu gia khoa không được. Em thấy hay, em thấy cái này là cần phải học. Không bị phá được. Anh có một người khách đó, nó gọi là trust fund baby. Yeah. Em biết em hiểu cái câu trust fund baby không? Yeah. Là bên nó tượng trưng như thiếu gia bên đây vậy đó. Yeah. Mấy đứa nó nhỏ lớn lên trong một trứng vàng, nó không từ đó giờ không có làm gì hết. Thì ba mẹ nó để nó được một cái chọn lựa là muốn làm được sao nó vui vẻ thôi. Yeah. Thì ba mẹ sẽ để trong cái tài sản, mà một số là vô bất động sản. Yeah. Một số vô stock, nó chia đầy đủ hết. Yeah. Nhưng có một số trong cái trust fund nó nói là không bao giờ được bán bất động sản đó. Trong cái fund đó là chỉ tiền lấy tiền lời để xài thôi. Yeah. Cho thì thằng đó là khách hàng của anh, nó muốn sửa cái nhà, nó muốn đặt, nó xây lên 1,500 square feet nữa, mà cuộc tốn nó là cỡ như sao cả mấy ngàn đô, ok, mà nó không được dùng tiền đó. Trong cái trust đó, trong cái tờ giấy để của di chúc, mà trong những di chúc để lại mà của kia đó, là bắt buộc phải có ba cái người thầu số, rồi cái ba người tài chánh quyết định ok là cái cuộc làm này nó lời chứ không có lỗ. Yeah, đúng. Thì nó mới được hạ tiền xuống, là cho dù tiền đó là ba mẹ để lại mà ba mẹ nó mất rồi, thì cái đó là những cái hay. Những cái mà di chúc đồ để lại rất là chặt chẽ, cái đó rất là hay. Nhưng mà mấy cái trust đó anh nói là lên cái 10,000 đó để cho một luật sư chuyên mà trust. Tại yeah. sao? Tại vì người nào mà điều hành cái trust là mấy luật sư, cho dù ông chết đi văn phòng ông để đó vậy đó, ông lấy phí năm trăm lần. Thì mấy cái đó là mình nghĩ cái đó là cách mà mình đảm bảo tài sản và duy trì cũng như là sinh cho con cháu mình nữa, không bị một cái thế hệ nào nó phá đi. Đúng rồi, có nhiều người mà bên anh có khách nhiều người á là tới đời cháu mới cho, không cho đời con. Cô biết đó là ok, tình chào cháu 18 tuổi, cháu mày đẻ ra, mày có cháu trai, còn nhiều cháu gái, còn nhiều nó cho đầy, là viết rõ ràng hết trong cái đó. Để em thấy rất là hay. Hay mà em thấy... Lý do anh nói với em, tại em đi vòng vòng thấy mấy cô chú Việt Nam cứ lo sợ chuyện mà không biết có tài sản để con phá. Nhưng mà càng lo sợ thì lại càng bị phá luôn, đúng như luật hấp dẫn luôn, lo sợ cái gì là cái đấy đấy. Tại vì thực sự do người ta không có cách, mà không biết cách. Ừ. Anh cũng không có không là và cái sự việc đó thì nó diễn ra ở Việt Nam là hàng ngày. Yeah. Cái sự việc mà tài sản rất là nhiều, cái xù nhưng mà tới thế hệ con thôi phá. Nó đã bị phá rồi. Yeah. Nó lại bị mất đi rồi. Nó mất đi thiệt luôn á. Rất là nhiều luôn, chứ không thể nào mà tới thế hệ cháu và nhiều thế hệ khác cũng không thể nào được gìn giữ và phát huy giống như những cái cách mà di chúc thông qua những cái tài sản mà thông qua LLC có luật sư rồi có bộ phận tài chính người ta take care được. Đúng. Dạ. Là cái đó hoàn toàn không có thấy gì hết. Em nghĩ là cái việc mà em thành lập LLC ở Mỹ chắc cũng đúng ha. Đúng là. Và đúng luôn ha, tương lai thì bây giờ chắc em cũng có cách rồi. Sắp tới mùa thuế rồi nè. Rồi em mới nhờ anh Lưu Gia Bảo á, ảnh take care cái mùa thuế giúp em thì anh cũng biết. Dạ, tại vì LLC là quan trọng lắm. Nó cứ lưu chuyện, nó cứ mình giữ đó mình làm thôi. Mày mở từ ở thì Texas. Dạ, tại vì hồi đó không biết thì chịu. Texas đâu có phí mỗi năm đâu. Không có, đâu có gì nhiều đâu mà. À, ok không anh? Em ở Hùng Pháp là Covid luôn. Là 2 năm hả? Dạ. Ok, yeah. Mấy cái oxy một cái hả? Một cái thôi. Okay. Ít hôm nữa thì chắc phải nhờ anh Dan với lại là Kitchen Home tham mưu cho một cái oxy Cali nhỏ. LLC không mua thì mở Cali. Ồ, là chỉ mua nhà Cali thôi, mà LLC mình mở chỗ khác. Đúng. Nhưng mà nó vẫn nằm trong LLC của mình. Đúng. Ok. Quá hay luôn mọi người ha. Có nghĩa là mình có thể mở doanh nghiệp ở một cái nơi nào đó mà mình cảm thấy là tốt nhất. Nhưng mà tốt, cứ tài sản của mình ở tiểu bang nào mình thích thì nó vẫn mình mở có được thể gắn vào trong LLC của mình. Yeah. Tại mình không cần mở. Tại vì tại sao? Tại Cali mắc lắm. Yeah. Ít nhất là 800 đô một năm. Wow. Cái tiền mà phí ít nhất thì thế. Yeah, yeah. Mình làm thì sao, mình như taxi em là miễn phí. Đúng rồi, nhưng mà vấn đề đây nữa là không phải miễn phí mà minimum, nó có minimum. Nhưng mà vấn đề đây nữa là mình LLC là mình muốn giấu tài sản. Yeah.
thì mình phải để cái tiểu bang mà người ta mồi không ra, đúng rồi, 50 tiểu bang mà đúng không? Đúng cái tiểu bang mà người ta không biết ra, cũng như cái nhà đi. Anh nói là cái này là thường mà không biết làm sao mà giấu tài sản, giấu income, giấu tài sản là làm sao một người loan agent đó, người làm loan mình ở bên Mỹ đó, mà đưa thông tin cho họ, họ tiệm ra. Ủa anh không có gì hết trơn vậy? Là chín là quá tốt. Tại vì ở loan agent nó cũng nó thấy mình có tài sản nhiều, cái đẩy những product gọi là nhiều khi không thích, là mình không biết người ta biết tài sản mình. Thì thưa kiện chuyện nhiều thứ. Đúng rồi, tại vì Mỹ thì thích thưa kiện mà. Đúng không? Mà bây giờ nó truy ra được mình có nhiều tài sản là mình dễ bị thưa kiện đó. Đúng. Cái đó. Bây giờ mình phải giấu mọi người. Đấy, Mỹ khác Việt Nam. Cái đó là mình giấu tài sản. Mình phải giấu cái tài sản để người ta truy không ra mà mình sẽ khó bị kiện. Bạn mới thấy mà mấy anh mà ở mấy anh mà Việt Nam ở lâu lâu bởi rồi đó, lâu lâu á, họ không thấy cái gì hết trơn á. Nhưng mà tài sản họ rất nhiều. Mà nằm ở LC nếu mà đánh tên họ vô ra không thấy gì hết. Nhưng mà họ plan rất là kỹ. Hoàn toàn không biết, và tất cả những tài sản gì họ cũng không đứng tự ra đứng nữa. Làm nữa, tại sao? Rủi ro, liability. Họ đưa cho một công ty quản lý làm hết là họ không bao giờ thấy mặt họ. Có nhiều cái commercial building để nói á, là em biết chủ ai luôn. Nên làm hoàn toàn làm với quản lý. Và quản lý cũng không bao giờ mở, tại vì tất cả mà bên đây thì chắc anh thấy không có làm ăn chặt chẽ như vậy. Như bên Mỹ những cái mối quan hệ đó đều ký nó gọi NDA, là non disclosure agreement, là không nói lại thứ hai quan hệ đó, thì những bảo mật hoàn toàn, bảo mật hoàn toàn của người chủ rồi thế nào thì hoàn toàn đó không biết lại luôn. Có nhiều cái thằng manager cho nó muốn biết cũng không biết là chủ là ai nữa. Tới cái level mà dưới mà thường thường cái level mà đụng đối tác á, nó cũng hoàn toàn không biết chủ này, nó chỉ biết chủ nó là một công ty khác. Cái đó là cách mà người ta giấu tài sản để không dễ thương chuyện thôi. Và người ta không có muốn, tại tánh đó là phong tục rồi. Phong tục bên Mỹ người ta rất là riêng tư. Còn bên đấy thì Việt Nam thì lại ngược lại. Thấy xe đâu mình ráng quá trời, nhà cửa biết hết trơn rồi. Ông nào năm cả 10 căn mà biết sạch hết. Ông còn nói ông quen. Có một phần nó khá nguy hiểm. Nguy hiểm chứ. Nguy hiểm. Bây giờ em cảm thấy đúng rồi. Rất nguy hiểm. Nó nằm chỗ một chỗ ở thứ nhất, và tài sản đó mình không có làm gì được. Nó chỉ một chỗ thôi. Tiệm này nó đến nói về gì đó, có câu hỏi gì khác nữa thì em phải hiểu rằng là Mỹ nó đi trước mình rất là nhiều, mà đi trước Việt Nam mình, đi trước quê hương mình rất là nhiều. Nên đó là những cái điều mà em nghĩ là cần phải học. Đặc biệt là những anh chị mà sẽ có dự định là phải mua nhà, mua cửa hay là đầu tư gì đấy. Ở Mỹ thì bắt buộc phải có cho mình một cái LLC anh ha. Bắt buộc phải có cho mình một cái LLC. Cái vấn đề đó là hoàn toàn phải có. Người ta cứ suy nghĩ là không có. Nhưng mà nó hoàn toàn phải có cái LLC đó. Nếu không có là họ đang đi đường sai. Đang đi đường sai. LLC rất là lợi luôn ấy ha. Mình được chiết khấu, mình được khấu trừ thuế ha. Kể cả cái việc mình bay Việt Nam, Mỹ rồi được. Những cái chi phí đi lại nó không có vào chi phí công tác nữa. Nó khác Việt Nam vậy? Nó em phải là cái doanh nghiệp em phải làm chuyện đó. Dạ, vậy như cái anh làm doanh nghiệp của anh nhà của Mỹ đi. Anh quay video này, anh quay Việt Nam. Thì cái chi phí đó anh được trừ. Anh nó thật ra thấy là đây là cuộc đi Việt Nam quay video. Đúng không? Còn nếu mà nói chuyện mà anh mà em chỉ làm LLC, em nắm bất động sản hay là bán trà sữa gì bên Mỹ đi, rồi em đi bay Việt Nam trời đâu được. Không, thì tất nhiên là mình sẽ phải có những cái gì đó nó hợp lý. Phải hợp lý. Chứ còn không thể nào, mình không thể nào quy cái cá nhân vào cái doanh nghiệp được. Đúng. Nhưng mà ví dụ như khi mà mình ở Mỹ nè, ví dụ như em bay từ tiểu bang này qua tiểu bang kia mà có những cái việc gì nó phù hợp với cái ngành nghề LLC mà em thành lập. Đúng. Thì mình được việc khấu trừ. Đúng. Kể cả là mình ở khách sạn
mình đi lại những cái chi phí mà nó phục vụ cho cái công việc kinh doanh của mình. Giống là được hết. Em ở em cũng ở Mỹ rồi nhưng mà Việt Nam ở, em có LLC bên Mỹ. Dạ. Nhưng mà em mua nhà cây. Dạ. Em từ Việt Nam bao cây. Chi phí là em điều hành từ Việt Nam nhưng mà chi phí được một thì em có thể làm được. Dạ. Cái đó đi, cái đó phải đối chuyện với thuê nhưng mà em nghĩ là sẽ làm được. Tất nhiên mình sẽ phải khấu trừ, mình sẽ phải kê khai như thế nào đó mà mình chính bản thân mình cũng cảm thấy nó hợp lý. Dạ. Em hiểu. Nhưng mà như vậy là cũng đã rất là lợi rồi. Đó. Rất là có lợi khi mà bạn có LLC. Đúng rồi. Thay vì bạn không có LLC, bạn có tài sản bạn sở hữu, bạn đứng bằng cái tên của bạn. Đúng. Thì những cái chi phí ví dụ như bạn đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, mặc dù là bạn đang làm business luôn, bạn đâu có được khấu trừ thuế đâu. Nhiều thứ mình làm thì sao? Thấy cái việc có LLC là rất hợp lý luôn á. Mà cái đó anh muốn đại trà ra cho mọi người biết. Tại vấn đề đây là tôi đang thấy là người Việt Nam mình không có khái niệm gì là cứ đứng tên, đứng tự đứng tên không à, cứ cho đầu tư đứng tên không à. Cứ quen theo như Việt Nam anh là cứ chính chủ cá nhân không à. Nhưng mà em nghĩ cái việc có LLC rất là tốt, học được Mỹ nhiều vấn đề đấy. Kể cả sau này nó còn rất là tốt cho vấn đề thừa kế. Anh ha. Rồi nó còn bảo vệ cả tài sản của mình. LLC mà được như thế nữa là phải làm trust, living trust. Vì cái đó là phải thêm một luật sư chuyên về cái đó. Cái vấn đề mà người Việt Nam mình đi sai là đưa một người anh bảo hiểm để làm trust. Hay là đưa một luật sư làm gì ly dị đi làm trust. Cái người là trust phải là chuyên làm trust. Tại họ đã có sẵn hết trơn rồi. Họ đông rõ rồi. Họ dày kinh nghiệm rồi. Em thấy đúng, bây giờ luật sư nha, có thể là cũng nhiều người Việt mình người ta không có để ý sâu ấy, người ta cứ nghĩ là luật sư nào cũng giống nhau nhưng mà không phải. Ví dụ như anh Tên nói, luật sư mà chuyên làm về ly hôn đi thì sẽ chỉ làm ly hôn thôi, còn luật sư mà chuyên làm về ví dụ như bưu tiệm đi hay các cái tiệm nail hay là các cái nhà hàng đi thì sẽ lại chuyên cái mảng đấy. Đúng. Còn luật sư mà chuyên làm về quản lý tài sản đi hoặc là thừa kế thì phải luật sư riêng về cái mảng đấy. Đúng rồi. Chứ không phải luật sư nào cũng giống luật sư nào. Mà đa số em nói là em xin lỗi một tí chứ có nhiều luật sư người Việt Nam của mình ở bên đấy là các anh cứ hay nhận ấy. Nhận hết là đàn bạc hết. Ôi cái gì tôi cũng biết là anh tạp á. Dạ ông mày tạp á. Anh xin lỗi nha nhưng mà anh tạp á. Dạ. Rất là nguy hiểm luôn. Giờ nói chuyện nè. Giờ anh biết anh đụng mà anh không có anh nó dùng mình đến đầu. Dạ. Tại nói gì? Ồ tôi luật sư real estate. Dạ. Ok. Real estate. Ồ tôi cũng có làm thuế. Ồ tôi cũng có nhảy qua cũng nếu mà anh cần mở LLC tôi cũng làm. Anh qua ổ vậy anh giúp mấy vậy ổ kìa. Cho nó bỏ mấy chuyện đó để anh là luật sư bất động sản. Anh có thể làm cho tôi một hợp đồng. Structure rõ ràng của một cái deal. Là bên là bất sản deal. Thì đó, tôi cũng chuyên cái đó. Trời. Thì mình không có hiểu là bất động sản là cái gì. Thế đó nó tứ tung ở trên đó. Thì bởi vì mình thấy nhiều khi mình thấy cái tờ giấy của luật sư mà đưa cái form đó là lại là giống như là họ đăng lên online lấy đưa cho mình chứ không có chuyên nghiệp. Nhiều cái lá thư họ đưa mình còn sai chính tả, sai của là họ đưa cho một người nhân viên họ viết chứ không phải họ. Bởi vì phải tìm đúng cái người mà làm cái đó. LLC đầu tiên nhẹ nhàng sao nhưng mà vô sâu nữa, có nhiều tài sản hơn nữa, có trust nữa là bắt buộc phải có một cái LLC mạnh, cái structure mạnh, cái trust mạnh và tiền đó. Thì như sao thì cái gì nói nên giới thiệu với người mà, nhưng mà bắt buộc phải có cái đó. Chứ mà làm bậy bạ là thật sự là có thể là nhiều anh chị cô chú người Việt của mình ấy mới sang thì người ta sẽ không có để ý sâu cái vấn đề này. Đúng. Kể cả là người ta cũng hơi rẻ một tí mà có thể là book sư không bà nói có chuyên về cái mà người ta đang cần. Đúng. Nên là nó lại để là một cái hậu quả, em nghĩ là nó không có đơn giản. LLC nó lên từ 3.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Cái LLC mà sách 20.000 có. Cái LLC của công ty thứ 2.000 có, mà cái đó là bằng tới cái level khác rồi, nhưng mà mới đầu tới 4-5.000 có. Cái đó tại vì bởi vì mình thấy cái giá nó khác luôn. Không phải là cái
giá nào là đó mức đó đầu thì mình có thể 4-5 ngàn, ok 3-4 ngàn gì đó, nhưng mà lên tới một cái level nào đó bạn bắt buộc phải chi. Tại vì nếu mà tài sản lên 4-5 triệu hay gì đó thì đặc biệt là cái đó xui xuống nhiều, còn mới đầu chừng triệu thì chỉ 3-4 ngàn, ok. Đó thì cái đó cái chuyện nói như ông bà mà nói, người Việt Nam hay nói là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn á. Em nghĩ là cái việc mà khi mà mình đã quyết định mà... LLC thì mình cũng nên chấp nhận cái việc rằng là mình sẽ phải chi tiền. Đúng, cái đó là cái chi phí cho cái đó làm sao cho nó good, và mình nên có một cái luật sư làm sao cho nó chuẩn và nó chuyên. Tại vì mình nghĩ là đừng có tiếc tiền những cái này. Mình nghĩ là người Việt Nam mình không phải là không biết, nhưng mà nhiều khi cái ngôn ngữ đó họ không có quen, thì họ tìm luật sư mà Việt Nam gần đó thôi dễ dễ nói chuyện. Nhưng mà mình nghĩ là việc gì cũng có Việt Nam, luật sư Việt Nam nào cũng xấu, không tốt, cũng có gì không tốt, nhưng mà mình phải, ý mình nói là phải tìm người đúng, người mình chuyên, chứ không phải là chỉ là đừng đi làm Việt Nam hay đừng làm kia, nhưng mà người chuyên. Mà thường với người chuyên á là người ta không có làm ăn tạm. Còn ai mà nói là cái gì tôi cũng làm là hơi bị nguy hiểm đó. Thì cũng được, nhưng mà tới cái nhỏ nhỏ thôi, là mới đầu mở LLC hay là mở làm gì thôi, còn nếu mà vô nữa thì đừng dùng nữa. Tại họ chỉ làm vậy thôi, làm giấy tờ thôi. Bao nhiêu luật sư đi nói là toàn làm giấy tờ thôi. Đúng rồi. Giống như luật sư mà chỉ chuyên làm gọi là đoàn tụ thì chỉ làm cái đó thôi. Chứ không thể nào mà đi làm LLC hoặc là làm bất động sản được. Đúng. Nó rất là nguy hiểm. Đúng. Tại mình nói là tại mình làm trong doanh nghiệp riết, mình làm business riết rồi mình quen, mình đụng luật sư nhiều. Giống như là cái việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa như thế nào là đôi khi mình cũng phải nên thông qua một cái công ty là tập chuyên cái đấy. Đúng. Nó sẽ tốt hơn. Anh tôi anh làm là con thích, nhưng mà lúc mà vô điện nước là anh chuyên sâu cho công ty, chứ đâu tự nhiên làm ta nó không hay đâu mà. Chuyên lắm. Mình tìm những cái người mà người ta có dày dặn kinh nghiệm thì mình đỡ vất vả. Đúng. Đỡ vất vả, chính bản thân mình đỡ vất vả luôn. Đúng rồi, đỡ vất vả. Còn nhưng mà cái mở LLC từ đầu được rồi, nhưng mà chỉ có cả là mình đừng có đi theo kiểu mà đứng tên tự tài sản cá nhân thôi. Dạ. Bây giờ đơn giản mình ha, ví dụ như cô chú anh chị đang ở Việt Nam, chưa sắp xếp bay sang Mỹ được, có thể là vài tháng sau đi chẳng hạn, mà người ta vẫn có thể thành lập LLC tại Mỹ. Người ta vẫn có thể chuyển tiền và nộp tiền vào cái LLC của người ta tại Mỹ được. Đúng, từ từ, để lại tiền kiếm nhé. Rồi cứ giữ đấy, rồi khi nào 3-4 tháng sau anh chị sang Mỹ thì anh chị muốn mua nhà ở đâu hay như thế nào đó thì lại gắn vào cái LLC của mình thôi. Đúng. Em nghĩ bây giờ xã hội cũng gọi là hòa nhập rồi. Đúng rồi. Bây giờ là thời đại của công nghệ mà. Đúng rồi. Mình có thể thành lập doanh nghiệp của mình tại Hoa Kỳ khi mình đang ở Việt Nam. Đúng rồi. Mình có thể gửi tiền, gửi tài sản của mình vào chính cái công ty của mình. LLC của mình khi mình đang ở Việt Nam luôn. Và khi nào thời điểm thích hợp mình sang Mỹ, mình có thể thông thả mình mua nhà ở bất cứ những cái nơi nào mà mình thích. Và mình có thể gắn vào cái LLC của mình đã thành lập trước đó rồi. Đúng rồi. Thì em thấy cũng hay ha. Dạ. Rất là tuyệt vời đúng không? Cũng là một cái kênh gọi là để mình bảo vệ tài sản của mình. Rất là tốt. Và không ai truy ra được. Tại là mình có LLC, có tài sản hoặc là có nhà của Mỹ đúng không? Không biết đâu. Mọi người muốn giấu kỹ cứ tìm anh đen giống Sally này, mình giống Sally đi tìm giống như Sally đi tìm anh đen là người dày kinh nghiệm mà Sally đi tìm anh đen chuyện của đó là không biết là ai. Anh đen thì không phải là luật sư, nhưng mà anh đen có thể chỉ được luật sư nào giúp mình đúng không? Đúng rồi, chứ bây giờ Sally muốn luật sư nào là Sally sẽ hỏi anh đen thôi. Đúng rồi. Luật sư, tại luật sư đen thì hơi mắc tiền một xíu. Tại an toàn. An toàn. Đắt sắc là miếng đó. Đen sư hay nói. Đen đóng bình thường á là vấn đề mà đen làm á là cũng tế nhị, nhiều khi đen không có làm như người Việt Nam nhiều. Biết vì tại sao không? Hiểu. Không phải là người ta nhiều khi cũng có năng gì hết, là người Việt Nam mình từ CPA hay gì á, hoặc từ luật sư gì đó, người ta không có giữ kín được bí mật. Cứ ồn đen nó làm vậy nè, ok
kia ra nói chuyện người khác. Để không cần nói người khác, nói trong gia đình. Gia đình đó ra. Việt Nam mình là văn hóa truyền miệng ấy. Đúng văn rồi. Hóa chia sẻ truyền miệng mà anh nghĩ đi gia đình nào cũng mấy thế hệ. Và thế là bắt đầu nó nhân rộng, nó cấp số 2, cấp số 3, cấp số 4. Yeah, cái đó mà Dan ít bạn thấy Khanh không có CPA nào là người Việt. Dan cũng không có luật sư nào người Việt. Yeah. Lý do không phải gì, nhưng mà mấy anh chị người Việt không có giữ bí mật được. Yeah. Tài chính của công ty đen gì khác không thể nào mà nói gia đình được. Làm luật sư ha, làm sẽ phải giữ cái sự đó chứ không nói. Còn đen nghe người nói ta đen làm, bởi vì đen có làm cái nhà Nguyễn Channel mà đã biết tới rồi, nói là hoàng đen đang sư người này hay là đen đang làm cái tờ này hay đang lo, mà luật sư thì đen cũng đụng một hai người. Bây giờ thường thường người ta làm tất cả những quan trọng các bạn, luật sư với người CPA mình biết tài chính, mình biết khả năng, biết đủ chuyện hết. Yeah. Thường thường người ta không giấu thì ta không giữ bí mật cho mình thì rất là khó. Đến luôn không được.